Trong văn học Việt Nam có một tác phẩm mang tên là Vợ Nhặt. Câu chuyện về nhân vật nam tên là Tràng, thân phận một người nghèo khó giữa nạn đói khủng khiếp năm Ất Dậu 1945 của nhà văn Kim Lân. Đây là tác phẩm hư cấu. Vậy mà giữa thành phố Hồ Chí Minh phồn hoa văn minh cũng lại xuất hiện một anh Tràng thời nay với mối tình hiếm gặp. Và câu chuyện tôi mang đến hôm nay xin được bắt đầu bằng đêm giao thừa 4 năm về trước. Đêm giao thừa 4 năm trước, anh Nguyễn Văn Tài đến nhà bạn trong một xóm trọ nghèo. Trong khoảnh khắc, anh nhìn thấy một người phụ nữ trẻ cùng đứa con nhỏ xíu nằm ngủ trong một công trường đang xây dựng. Tài hỏi thăm rồi cho mẹ bé tiền mua cháo, mua sữa cho con. Cuộc gặp ngắn ngủi vậy mà dài trở thành cả cuộc đời. Tới lui mấy bận, anh biết hoàn cảnh xót xa của cô gái. Từ nhỏ không cha mẹ, sống với dì, làm nghề bán hủ tiếu dạo. Cô yêu một người, nhưng khi cô có thai, người ấy ruồng bỏ không thương tiếc. Sinh con xong, không tiền, không nơi nương tựa. Hai mẹ con đành phải giật dạ dĩ hè qua ngày. Thương cảm cảnh nghèo, lại lo hai mẹ con gặp nguy hiểm giữa đường. Tài đã đề nghị cô gái về nhà mình tá túc. Dù khi đó anh cũng đang ở trọ cùng với mẹ và em trai, trong căn nhà chật chội ở quận 4 thành phố Hồ Chí Minh. Có lẽ cũng vì không còn biết phải đi đâu về đâu, cô đánh liều đồng ý. Như sự rung rủi của duyên số, cô gái trẻ không may mắn được hạnh phúc như bao người giờ đã bước vào đời của Tài như thế. Sau nhiều tháng gần gũi cảm nhận từ chàng trai phụ hồ giữ xe này, tuy là có một vẻ ngoài khá là giang hồ bụi bặm nhưng mà lại có trái tim nhân hậu. Chị Nguyễn Thị Thúy An đã chịu để cho trái tim mình mở ra, đón nhận tình yêu lần nữa. Số phận khiến cho họ gặp nhau và nhân duyên đã khiến cho họ thành vợ thành chồng. Nhưng mà anh Tuấn Anh này, tôi nghĩ thì đâu phải chuyện này nó dễ dàng như là đã sắp đặt trước. Vì anh Tài vẫn còn có gia đình, còn có mọi người xung quanh. Còn chị Thúy An thì đã có gia đình, có con. Vậy thì không biết câu chuyện của hai người sẽ tiếp tục như thế nào? Suy nghĩ của Ngọc Mai cũng là lẽ thường. Và nó không sai. Tuy nhiên, nó không đúng trong trường hợp này. Bởi vậy mà tôi mới nói là ở cuộc đời đâu phải lúc nào cũng như chúng ta định kiến. Mời quý vị tiếp tục theo dõi câu chuyện và biết đâu sẽ có người đồng cảm được với Tuấn Anh. Điều khiến nhiều người bất ngờ là mẹ của Tài lại không hề phản đối. Bà chưa từng xét nét vì An có con riêng hay mặc cảm vì Tài tự nhiên dắt một người con gái lang thang về. Vì theo bà, những người nghèo khổ thì càng phải thông cảm và làm chỗ dựa cho nhau. Rồi chuyện Tài nhặt được vợ, cả xóm trọ nghèo không ai mảy may một lời đàm tiếu. Thấy hai vợ chồng chung sống hạnh phúc, Tài thương bé Khang, con riêng của vợ, như là con ruột. An hiền lành chịu khó nên nhiều người xung quanh thương và góp tiền giúp đỡ. Vợ chồng đến với nhau chỉ có chiếc nhẫn nhỏ làm tinh. Anh Tài giữ xe, chị An ngày ngày bồng con ra phụ giúp chồng. Tình yêu của cả hai không lãng mạn, hẹn hò. Đơn giản vì đã quá hiểu và đồng cảm với nhau. Từ đó nhiều người cũng gọi Tài bằng cái tên Tài Nhặt Vợ. Cái tên Tài Nhặt Vợ không hề có ý mỉa mai, cợt nhã. Nó ẩn chứa trong ấy sự ngưỡng mộ, lòng hào hiệp của một chàng trai nghèo đã giang tay cưu mang hai con người nhỏ bé yếu ớt đang bờ bụi không nơi nương tựa. Và câu chuyện vợ nhặt trong văn chương xưa hay là thời nay giữa Sài Gòn vẫn khiến lòng người cảm động. Khi bức ảnh chụp anh Tài và chị An cùng với câu chuyện lạ của họ được đăng trên Facebook cá nhân của một nhiếp ảnh gia Brandon Stetson, một trong những blogger nổi tiếng nhất của nước Mỹ, nó đã làm nhiều người phải rơi nước mắt. Thưa quý khán giả, sẽ là hảo quyền khi mà tô hồng cuộc sống này. Bởi vì thực tế là mỗi ngày mở mắt ra, gia đình nhỏ của anh Tài cũng như bao người nghèo khác sẽ phải đối mặt với gánh nặng áo cơm và khó khăn chật vật. Nhưng mà chúng tôi tin, khi mà tình yêu đủ chân thành rồi và tình người còn tồn tại, thì những mảnh đời khó khăn sẽ luôn biết cách để nương tựa vào nhau, xoa dịu cho nhau những muộn phiền.